Xin kính chào các quý vị. Hôm nay tại shop Auto Thiên Hà số 5 ngõ 198 Thái Hà, chúng tôi sẽ xin được khui bốc thùng mới của bộ đôi sản phẩm. Đây là một bộ đôi Prepao của hãng Rotel. Và bộ đôi này thì là dòng reference của hãng. Hãng sản xuất ra những dòng sản phẩm này để chuyên môn đi đánh các giải lớn và để biểu diễn về chất âm high-end và ultra high-end. Đó là con P5 Michi. Và cục bao có công suất 500W cho trở kháng 8 ohm và 800W cho kháng 4 ohm. Đó là cục S5. Và con pre này thì có khối lượng lên tới 26 kg, còn cục bao này thì có khối lượng lên tới 60 kg. Và hôm nay chúng tôi sẽ phối góp cùng cặp loa Dean Confident 30 New. Đây là một dòng sản phẩm rất mới của hãng Dean Audio đến từ Đan Mạch. Và bây giờ thì tôi cùng các bạn sẽ có một buổi trải nghiệm khi chúng tôi bắt đầu dỡ thùng. Xin mời. Vâng, sau khi đã bóc lớp vỏ ngoài của bộ đôi sản phẩm này, bây giờ thì tôi cũng đã chuẩn bị bóc cho các bạn xem. Đây là một chiếc Premly, tôi nghĩ là cũng rất là lớn. Đó, đây là một cái bảng của có chữ Michi. Và đây là một quyển catalog cũng như là thư cảm ơn của hãng, cũng như là giới thiệu về bộ đôi sản phẩm lớn nhất của hãng này. Bên này thì là có một bộ dây kết nối qua cổng máy tính, một dây RCA, một dây nguồn và một mạng LAN để có mình có thể đủ cổng các cổng kết nối. Còn đây là một chiếc remote. Khi các bạn nhìn thấy một chiếc remote này thì rất là đẹp. Nói chung là về hình thức là ưng ngay, vì đây là những phiên bản đầu bảng của hãng rồi, nên bao giờ các sản phẩm cũng sẽ được có một sự chăm chút sâu. Đây là cổng USB, đây là để ta sẽ giới thiệu. Và được phủ một lớp ngoài thì sẽ được là một lớp nhung bọc. Và chiếc nhung bọc vải nhung này thì luôn luôn là vải nhung của chống xước, rất là chất lượng. Nói chung đây là một trong những cái điều kiện rất là tốt khi bọc cái sản phẩm này. Đó là những điều cơ bản về con Premly này. Còn tí nữa chúng ta lên trên phòng test lab của Thiên Hà thì chúng ta sẽ có một cái sự cảm nhận sâu hơn về phần cốt lõi bên trong của con Premly này. Còn bây giờ thì tôi đã sang đây tôi bóc cục bao này. Với những cục bao nặng đến 60 cân này thì tôi nghĩ đúng là quá là tuyệt vời để cho các bạn chơi audio. Wow. Cũng giống như Premly thì cục bao này nó cũng được ứng dụng các công nghệ đóng gói như vậy. À, bên này đơn giản hơn, nó chỉ có dây nguồn, một cái dây nguồn, và thêm cho các bạn một chiếc cầu chì gốm. Và đây là mạng dây LAN để có thể nâng cấp khi sản phẩm cần update. Ồ, một điều rất ngạc nhiên là cục bao này cũng có remote. Ồ, thế là cục bao này cũng có thể chơi chỉnh được cả volume. Và cái này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Bình thường các cục bao là các cục nhận tín hiệu, thì khi nhận tín hiệu thì pre sẽ có trách nhiệm là tín hiệu. Nhưng mà tại sao cục bao này lại có một cách điều rất là kỳ lạ như thế?
Ôi, tôi thấy nặng quá rồi. Xin phép các bạn, thôi tôi sẽ nhờ nhân viên kỹ thuật bốc tôi cùng bôi đưa bộ đồ là sản phẩm này lên trên kệ. Còn bây giờ thì tôi sẽ tiếp tục đi khui thùng loa Confidency 30 đến từ DIN. Vâng, đây là những con ốc cuối cùng chuẩn bị trong các bạn sẽ được chiêm ngưỡng cặp loa này. Với cặp loa này thì các bạn luôn lưu ý là phải mở chuyên nắp trên trước, và chúng ta đã nhìn thấy ngay đây là một bộ chân côn. Tôi nghĩ đánh giá rất cao bộ chân côn này, và cánh cổ có cả bọt nước, có cả găng tay. Với bộ chân côn này thì tôi nghĩ đây là bộ chân côn chắc là quá hoàn hảo luôn. Xương găng đúc rất là nặng, đầm tay. Nên khi các bạn cầm thì các bạn cũng phải luôn lưu ý về bộ chân côn này ở ngoài. Rồi, ta để ở đây. Còn đây là để căng. Với một cấu trúc lên 78 cân cho cả thùng loa này, tôi nghĩ là đây là một cặp loa cột loại trung rất là tuyệt vời đến từ hãng DIN Audio. Đây là tấm xốp khóa chân. Bây giờ thì tôi muốn trải nghiệm xem cái màu da ven này nó là màu như thế nào. Thật tuyệt vời. Với một màu bóng sậm màu thì cộng thêm với cái chất lượng cũng như là về phần vỏ gỗ bên ngoài và bộ chân gang vẫn nguyên cả tất cả các cái nút để bọc như này, tôi nghĩ là tuyệt vời. Còn bây giờ thì tôi sẽ nhờ nhân viên đưa cặp loa này ra ngoài. Để sau khi bộ đôi những dòng sản phẩm tôi vừa mới xét lên đây thì các bạn nhìn đây, đây là chiếc loa chép, và đây là một chép rất mới mà hãng công bố năm 2018, đó chính là chép Esota 3. Đó, các bạn có một cái sự trải nghiệm, và chép này nó có một rất đặc biệt là nó có một cái vòng tròn hết xít bên trong, để khi mình ấn vào thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng gì. Đó là một cái vòng tròn cầu, nó vừa là cái dội chống ngược phản âm cũng như là cái dẫn sóng, và một điều quan trọng là nó bảo vệ cho cái đom lụa này ở ngoài đó bên này. Thì các bạn cảm nhận như thế nào về cặp loa này? Còn bây giờ thì chúng ta cùng quay lại mặt đằng sau của bộ Prepower P5 và S5 của hãng Rutel, và đây là cặp Prepower lớn nhất của hãng, đó chính là Michi. Các bạn nhìn cặp đằng sau thì các bạn sẽ thật sự là rất ấn tượng với có những cánh quạt để làm mát, vì bộ bao này nó có một phần công suất tương đối là lớn. Và bây giờ thì tôi sẽ đưa bộ đôi này lên phòng test lab của Thiên Hà Audio, chúng ta có một sự trải nghiệm sâu hơn về cấu tạo, chất lượng sản phẩm và cách phối ghép. Xin mời các bạn.